Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Trong cuộc họp của Ủy ban Thư ký của Hội đồng An ninh các nước thành viên CSTO, cựu Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu, hiện là Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã cáo buộc các nước NATO gia tăng các cuộc huấn luyện xâm lược ở biên giới Liên minh Quân sự Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Ông Shoigu tuyên bố liên minh nato đã và đang tăng cường sự hiện diện quân sự và triển khai vũ khí mới dọc theo sườn phía bắc và phía tây của khu vực an ninh tập thể số lượng các hành động khiêu khích trên không phận đang gia tăng và nhiều cuộc tập trận quân sự đang được tiến hành để huấn luyện cùng nhiều hoạt động khác nhằm mục đích cho một cuộc xâm lược lãnh thổ của các nước csto ông shoigu gọi sự bành trướng liên tục của nato là mối đe dọa trực tiếp đối với các đồng minh csto ông cáo buộc rằng chính sách của phương Tây dẫn đến tình hình xấu đi trong khu vực CSTO chịu trách nhiệm. Ông Shoigu nhận định, rõ ràng đang có một nỗ lực nhằm biến khu vực Á-Âu thành một đấu trường đối đầu địa chính trị. Để đạt được mục tiêu này, kho vũ khí rộng nhất đang được sử dụng, bao gồm can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của các quốc gia độc lập, gây áp lực chính trị, tống tiền, đe dọa, trừng phạt bất hợp pháp và các phương pháp khác. Phía Nga đồng thời lo ngại về các trại huấn luyện chiến binh mới mọc lên trên khắp Afghanistan và các chiến binh thánh chiến đổ xô đến quốc gia Trung Á này từ Syria và Iraq. Ông cho biết nguy cơ lan tỏa khủng bố đang gia tăng ở sườn phía đông của CSTO. Ủy ban thư ký Hội đồng An ninh là cơ quan tư vấn và điều hành của CSTO nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến phối hợp giữa các quốc gia thành viên trong lĩnh vực an ninh quốc gia. Ủy ban được triệu tập hàng năm cùng với Hội đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng Trước cuộc họp của Hội đồng An ninh tập thể CSTO ở cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ, tiến hành từ đầu tháng 5, cuộc tập trận Steadfast Defender, hộ vệ kiên định, có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ từ toàn bộ 32 quốc gia thành viên NATO và 1.100 phương tiện chiến đấu. Cuộc tập trận này đang được tổ chức gần biên giới Nga là cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ sau chiến tranh lạnh. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev nói rằng Cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của NATO đang làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn tình hình thế giới bằng cách mô phỏng một cuộc đối đầu quân sự với Moscow. Quan chức Nga mô tả NATO là một công cụ quan trọng được Mỹ sử dụng để gây áp lực và ảnh hưởng lên các quốc gia khác. Ông nhấn mạnh NATO đã đến thẳng biên giới của phía tây nước Nga và đang chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai. Đến đầu tháng 6, NATO lại bắt đầu cuộc tập trận hải quân lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực Baltic mang tên Ban Tops 2024 với sự tham gia của 12.000 binh sĩ từ 19 quốc gia thành viên. Theo kế hoạch, cuộc tập trận Ban Tops 2024 sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 6. Hà Lan vừa hoàn thành một dự án huấn luyện bí mật cho 300 lính thủy đánh bộ Ukraine để hỗ trợ họ trong cuộc xung đột hiện tại với Nga. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hà Lan công bố hồi đầu tuần, trong khóa học kéo dài 4 tháng từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 5 các học viên Ukraine đã trải qua quá trình huấn luyện về các hoạt động đổ bộ và cũng đã hoàn thành các bài tập về xung đột đô thị và chiến hào. Khóa huấn luyện được thực hiện bởi thủy quân lục chiến Hà Lan với sự hỗ trợ của Na Uy, Vương quốc Anh, Mỹ và Thụy Điển. Sự đóng góp của các đối tác quốc tế này bao gồm các giảng viên. Trong thông báo của mình, chính phủ Hà Lan cũng làm rõ rằng khóa học chỉ được tiết lộ sau khi hoàn thành để tránh các rủi ro an ninh tiềm ẩn cho các bên liên quan bộ trưởng quốc phòng hà lan kaisa olongrin cho biết ukraine có sông rộng và bờ biển dài do đó điều quan trọng nhất là chúng tôi có thể chia sẻ kiến thức của mình với thủy quân lục chiến ukraine đồng thời nhấn mạnh ông rất ấn tượng với khả năng và động lực của họ đây không phải là trải nghiệm học tập một chiều học viên bao gồm những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm đã trực tiếp tham gia các hoạt động trên tiền tuyến và có thể chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình một số người trong số họ nói rằng họ đã từng chiến đấu ở tiền tuyến tư lệnh các lực lượng vũ trang Hà Lan, Ono Echenseim cho biết, do đó họ mang đến đây những kiến thức cụ thể về chiến đấu. Điều đó có nghĩa là quá trình đào tạo mà học viên nhận được ở đây có thể phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tế hiện tại. Hà Lan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine và khả năng phòng thủ rộng hơn của châu Âu. Ông Echenseim nói, chúng tôi đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng hỗ trợ người Ukraine trong cuộc đấu tranh của họ. Cuộc xung đột đó cũng liên quan đến an ninh của châu Âu. Hà Lan đã đưa ra nhiều sáng kiến hỗ trợ Ukraine kể từ khi Nga mở kế hoạch quân sự ở quốc gia Đông Âu này hơn 2 năm trước. Trước đó, báo Politico khẳng định Hà Lan cho phép Ukraine sử dụng những chiếc tiêm kích F-16 do mình viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, bà Kajsa Olangrin tuyên bố sẽ không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về phạm vi sử dụng cho 24 chiếc tiêm kích F-16 dự kiến được nước này ủng hộ cho Kiev. Bà cho biết chúng tôi áp dụng một quy tắc mà chúng tôi luôn áp dụng với các lô đã chuyển giao. Đó là một khi chúng tôi giao chúng cho Ukraine, họ được toàn quyền sử dụng. Chúng tôi chỉ yêu cầu họ tuân theo pháp luật quốc tế và quyền tự vệ được quy định trong hiến trương Liên Hợp Quốc. Tức là họ sẽ chỉ sử dụng tiêm kích F-16 để tấn công các mục tiêu quân sự họ cần loại bỏ nhằm tự vệ. Tuyên bố trên của bà Olong Green cũng đã ám chỉ việc Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo cảnh báo Kiev không được đưa máy bay F-16 trước đó do nước này viện trợ vào không phận Nga và chỉ được sử dụng chúng để tấn công những mục tiêu nằm trên lãnh thổ thế giới công nhận của Ukraine. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal hôm 6 tháng 6 cho biết Pháp đã huấn luyện khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine ở cả Pháp và trên lãnh thổ của một số nước láng giềng, nhưng chưa bao giờ đào tạo quân đội Kiev trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông Attal, ở thời điểm hiện tại, Pháp không có ý định gửi quân tới Ukraine. Song ông Attan cho biết Pháp không loại trừ khả năng điều nhóm huấn luyện viên quân sự Pháp tới nước này. Thủ tướng Atan lưu ý rằng vấn đề gửi nhóm huấn luyện viên quân sự Pháp tới Ukraine không phải là điều cấm kỵ và đã được nêu ra từ tháng 2 khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời các nhà lãnh đạo thế giới tới Paris để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine và đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự. Ông Atan đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng Pháp đang gửi nhóm huấn luyện viên quân sự tới Ukraine. Tuần trước, nghị sĩ Ukraine ông Alexei Goncharenko nói rằng nhóm huấn luyện viên quân sự đầu tiên của Pháp đang trên đường tới Ukraine. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Alexander Sinsky, cũng cho biết ông đã hoàn tất thủ tục giấy tờ cho phép các huấn luyện viên quân sự từ Pháp đến thăm các cơ sở đào tạo của Kiev và làm quen với cơ sở hạ tầng địa phương. Đáp lại, Moscow cảnh báo rằng bất kỳ nhân viên quân sự nước ngoài nào ở Ukraine sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga, bất kể họ đến từ quốc gia nào và họ là binh sĩ hay huấn luyện viên quân sự. Theo đài RT cho biết như vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng có nhiều bằng chứng thực tế cho thấy các huấn luyện viên quân sự người Pháp đã và đang làm việc tại Ukraine cảnh báo rằng những người này đều là mục tiêu hoàn toàn hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng tuyên bố mọi huấn luyện viên quân sự tham gia huấn luyện quân đội Ukraine đều không có bất kỳ quyền miễn trừ nào, kể cả việc họ có phải là người Pháp hay không, không quan trọng. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết nước này sẽ không cử cố vấn quân sự hay binh sĩ đến Ukraine để huấn luyện binh sĩ cho quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh này. Bên cạnh đó, trong tuyên bố đưa ra hôm 4 tháng 6, ông Sullivan cho biết Mỹ sẵn sàng mở rộng huấn luyện cho binh sĩ Ukraine ở bên ngoài lãnh thổ nước này, trong đó có Đức, nơi hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện cách vận hành các thiết bị quân sự. Ông Sullivan nói, như chúng tôi đã nói nhiều lần rằng Mỹ không có kế hoạch cử cố vấn quân sự hoặc huấn luyện viên quân đội Mỹ đến đào tạo cho binh sĩ Ukraine. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết thêm rằng Đức đã huấn luyện khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine về các thiết bị do phương Tây sản xuất Mỹ cũng sẵn sàng tiếp tục việc này và trên thực tế sẽ mở rộng hoạt động đào tạo đó. Trang Zvezda TV dẫn đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho hay các cường kích Su-34 của không quân nước này đã tham gia hoạt động hỗ trợ đường không cho các đơn vị thuộc cụm quân trung tâm đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, các cuộc không kích nhằm vào nhiều cứ điểm và nhân lực đối phương đã được thực hiện trong khu vực do cụm quân trung tâm phụ trách nhờ có thiết bị UMPK, các loại bom cũ đã trở thành bom thông minh và cho phép các cuộc không kích của Su-34 có thể tiến hành từ khoảng cách an toàn. Sau khi xác nhận mục tiêu đối phương đã bị phá hủy, các tổ lái điều khiển máy bay về căn cứ an toàn. Theo Zvezda TV, UMPK là thiết bị có thể giúp bom thông thường có khả năng lướt và dẫn đường, đồng nghĩa với việc trở thành bom thông minh. Được biết, mỗi thiết bị UMPK có giá rơi vào khoảng 2 triệu rúp Nga tức là khoảng 22.458 đô la Mỹ. Với mô đun UMPK, Nga có thể sử dụng trên nhiều loại bom khác nhau như bom phá FAB dùng cho các mục tiêu kiên cố, bom chùm RBK tiêu diệt sinh lực lộ thiên và phương tiện cơ giới hạng nhẹ và cả bom nhiệt áp ODAB với các mục tiêu sinh lực ẩn nấp trong công sự, tòa nhà kiên cố. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là dù bom lượn có hiệu quả cao, nhưng chúng không phải là không có hạn chế. Các yếu tố như thời tiết hoạt động của hệ thống dẫn đường và các biện pháp đối phó của đối phương có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và hiệu quả của chúng. Với những quả bom trang bị mô đun UMPK của Nga thì nguyên lý mở cánh lượn vẫn là một bí mật. Ukraine đang cố gắng đối phó với mối đe dọa này tốt nhất có thể. Đối mặt với những khó khăn trong việc đối phó với những quả bom khi chúng được phóng, Ukraine hy vọng có thể làm gián đoạn các chiến đấu cơ vận chuyển chúng ngay từ đầu. Các quan chức quân sự Ukraine khẳng định rằng việc chuyển giao các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất sẽ giảm bớt vấn đề bằng cách khiến các chiến đấu cơ Nga được giao nhiệm vụ ném bom gặp nhiều rủi ro hơn. Tuy nhiên, nhà phân tích Brunk thì cho rằng F-16 không thể cung cấp bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga. Chuyên gia này nhận định các máy bay chiến đấu trang bị bom lượn đang thực hiện điều đó ở khoảng cách hàng chục km phía sau tiền tuyến của Nga Điều đó tức là các phi công lái F-16 sẽ cần phải tiến quá gần các mối đe dọa tên lửa đất đối không được phóng từ mặt đất của Nga để tấn công chúng. Thậm chí, họ cần phải có mặt ở đúng nơi, đúng thời điểm để tiếp cận và bắn vào một chiến đấu cơ của Nga ngay khi nó bắt đầu bay lên cao. Trong khi đó, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow, Foreman cho rằng Ukraine có thể phải điều động các hệ thống phòng không mặt đất để cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công này hoặc nhờ các đồng minh hỗ trợ thực tế là nếu không có các gói hỗ trợ quân sự bổ sung của phương tây ukraine chỉ có thể làm được đến vậy như kiev đã nhiều lần tuyên bố nước này cần các đồng minh phương tây vào cuộc